Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 18 tháng 9 năm 2024 trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê sáng nay ngày 18 tháng 9 tăng tốt trở lại trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2024 tăng 57 USD trên tấn, với mức tăng là 1,09%, lên mức giao dịch là 5.303 USD trên tấn. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 1 năm 2025, giá cà phê tăng 63 USD trên tấn, với mức tăng là 1,27%, lên mức giao dịch là 5.040 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 11 và tháng 1 trên sàn London tương đương với mức giá là 131.400 đồng và 124.800 đồng một kg. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Cùng đã tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2024, giá cà phê tăng 5,95 cent, lên mức giá là 264,5 cent trên pound. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 3 năm 2025, giá cà phê tăng 6,25 sen, lên mức là 262,35 sen trên pound. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Ba đã phục hồi sau những tổn thất ban đầu và ổn định ở mức cao hơn vừa phải, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao chính của ngày thứ Hai. Giá cà phê tăng hôm thứ Ba sau khi dự báo thời tiết cập nhật từ Climatempo cho biết hầu hết tuần này sẽ tiếp tục nóng và khô ở các khu vực sản xuất cà phê của Brazil. Vào ngày thứ Hai trước đó, cà phê Arabica tháng 12 và Robusta tháng 11 đã đạt mức cao nhất trong hợp đồng, trong khi Robusta tương lai gần nhất đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Giá cà phê đã tăng mạnh trong tuần qua do các sự kiện thời tiết toàn cầu gây bất lợi và đe dọa đến sản lượng cà phê vụ mùa tới. Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, hai sàn cà phê lại có thêm một lần tăng giá khá tốt vào ngày khóa sổ vị thế kinh doanh hàng tuần. Cho tuần này, biến động cực kỳ phức tạp trong ngày, lên cao, xuống cực thấp, rồi lên cực cao. Để có kết quả tăng khá trên cả hai sàn, làm giới kinh doanh khó lòng đoán định hướng. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, ghi nhận ở các địa phương, giá cà phê tăng 1.000 đồng trên 1kg so với ngày hôm qua. Theo đó, sáng nay giá cà phê trong nước ghi nhận thu mua quanh mức là 124.100 đồng đến 124.700 đồng 1kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua với mức giá là 124.200 đồng 1kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 124.200 đồng và 124.100 đồng 1kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 124.500 đồng 1kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 124.400 đồng 1kg. Khu vực huyện Cư Quyên, Krông Năng và huyện Krông Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 124.500 đồng và 124.400 đồng 1kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai thu mua ở mức là 124.500 đồng 1kg. Ở khu vực huyện Chư Prong và huyện Chi Sê, mức giá là 124.400 đồng 1kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, sáng nay ghi nhận quanh mức là 124.600 đồng 1kg. Tại khu vực huyện Đắk Lắk và huyện Đắk Song, mức giá là 124.500 đồng 1kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi, sáng nay thu mua ở mức là 124.500 đồng 1kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 124.400 đồng 1kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 124.500 đồng 1kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 124.700 đồng 1kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức là 124.800 đồng 1kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 124.500 đồng 1kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ.